Thưa quý vị, theo thống kê tại Việt Nam, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có từ 1 đến 3 trẻ bị điếc bẩm sinh. Khiếm khuyết bẩm sinh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, giao tiếp xã hội, đến sự phát triển tâm sinh lý và tương lai của người bệnh. Trẻ bị điếc nặng và sâu thường kèm theo câm do không tiếp nhận được âm thanh, từ đó ảnh hưởng tới quá trình phát triển ngôn ngữ của các em. Đỗ Bảo Nam không may bị câm điếc bẩm sinh từ khi chào đời năm 2015 ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Căn nhà cũ nát bên mảnh vườn xưa xác là nơi sinh sống của cả gia đình 4 người, gồm bố, mẹ, em gái và bé Bảo Nam. Dù cuộc đời ngoài kia có nhộn nhịp ồn ào, thì vẫn chẳng thể len lỏi tới tâm trí bé Bảo Nam bởi đôi tai vốn đã tật nguyền từ khi sinh ra. Đến lúc Nam hơn 1 tuổi thì cũng bập bẹ măm măm rồi bà, nhưng mà đến lúc mà gần 2 tuổi thì càng dần là không thấy phản ứng nữa, không thấy nói. Hai vợ chồng quyết định cho con ra viện nhi trung ương khám, thì bác sĩ chuẩn đoán là con bị điếc sâu hai tai. Trường hợp trẻ bị câm điếc bẩm sinh nhưng được phát hiện muộn như bé Bảo Nam hiện nay khá nhiều. Và chính sự phát hiện muộn đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả can thiệp y học sau này. Tuy nhiên, những năm gần đây, phương pháp cấy điện cực ốc tai cho người khiếm thính đã được các bác sĩ chuyên gia ngành tai mũi họng ở Việt Nam ứng dụng trong thực tế. Và đối với trẻ bị câm điếc bẩm sinh, thì theo các chuyên gia, độ tuổi vàng để cấy điện cực ốc tai là từ 1 đến 2 tuổi. Bởi đây cũng là độ tuổi sinh học để các em bé bình thường tập nhận biết và phân biệt cảm xúc âm thanh từ bên ngoài, đồng thời tập phát âm, tập nói theo sự hướng dẫn của người lớn xung quanh. Cái ốc tai nó có cái hình xoắn ốc, nó có 2.5 vòng. Thế thì khi mà ở trên cái hình xoắn ốc này, trên cái hình xoắn ốc này có các cái cơ quan để tiếp nhận âm thanh. Thế thì khi mà chúng ta cấy, tức là khi mà nó bị hỏng cái cơ quan tiếp nhận âm thanh thì chúng ta mới phải đưa cái điện cực ốc tai vào. Các cái điện cực này phải tiếp xúc được với cả cái sợi trục đấy thì nó mới đi về cái dây thần kinh ốc tai để nó đi lên cái trung khu nghe của trên não này. Cấy điện cực ốc tai đa kênh là phẫu thuật đặt một thiết bị có khả năng biến những âm thanh thành các tín hiệu điện thông qua các điện cực đặt bên trong ốc tai. Từ đó các tín hiệu này được chuyển đến các tế bào của hạch xoắn rồi theo dây thần kinh thính giác đến vỏ não. Khi cấy điện cực ốc tai, âm thanh truyền vào trung tâm xử lý âm thanh và được số hóa, lan truyền tiếp đến bộ phận đã được cấy bên trong qua một anten. Bộ phận đã được cấy đó chuyển âm thanh số thành sóng tín hiệu tác động lên điện cực ốc tai. Điện cực kích thích dây thần kinh thính giác và tín hiệu âm thanh đã được giải mã đi về não bộ. Cái mà người ta đòi hỏi kỹ thuật cao đấy là nó phải theo cái quy trình của hãng để làm sao mà nó đưa được cái điện cực vào trong ốc tai, không nó chạy theo cái vòng xoắn để nó đi lên này, thì nó phải đúng cái quy trình của hãng để làm sao nó không tổn thương cái điện cực. Tại vì một cái ốc tai nó dài này, xong nó có các cái điện cực nằm ở trên đấy, thì làm sao để chúng ta không làm tổn thương các cái điện cực đấy, thế thì nó mới đảm bảo cho là bệnh nhân nghe được tốt. Bé Bảo Nam không may mắn khi được phát hiện bệnh khá muộn và đến năm 7 tuổi mới được tiến hành cấy điện cực ốc tai. Tuy nhiên, đó vẫn là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình bé. Khi từ một trẻ câm điếc, hàng ngày sống lặng lẽ với cái bóng của mình, thì nay đã có thể tập đọc, tập viết, cũng như nghe được những gì cha mẹ nói với con. Cách đây có vài tháng thì con còn chưa biết gì, hẳn là không biết gì. Nhưng mà sau vài tháng từ khi mổ đến giờ, con biết nhiều ạ. Bệnh tật là thứ không ai muốn, đặc biệt là những căn bệnh bẩm sinh có thể hạn chế sự hòa nhập cộng đồng của người không may mắn mắc phải. Tuy nhiên, nếu có một ngày, mỗi chúng ta hay những người thân quen không may gặp phải, thì hãy sẵn sàng cho nhau một tinh thần lạc quan và một ý chí không từ bỏ chiến thắng bệnh tật. Rồi Bảo Nam hay những bé bị khiếm thị bẩm sinh khác sẽ có một cuộc đời mới.